Hello, hôm nay bữa 15 tây tháng 10 phải không? Đúng rồi, còn chuyện phải không bỏ Gia đình cậu tí hướng dẫn anh chị em đi Vũng Tàu phải không quý vị? Đúng rồi, đi cấp. Gia đình không xe. Đi, là hóng mát. Làm gia phái đoàn hôm nay gồm có đây. Chị đâu mất rồi ta? Đây, ngó nghe coi. Đẹp ghê chưa? Người thứ nhì đây, trưởng phái đoàn Cẩm Lan. Gì đó, nhím nữa phải không? Đây. Hello. Chánh phái đoàn cậu tí. Chị qua. Ai nữa kìa, kể lên cho bác ơi. Đợi chị em. Rồi đó. Rồi, kể tên coi, nói tên coi. Tên gì? Tưởng đâu nhỏ đàm. Mấy cậu dắt xe đâu? Rồi. Gái này tên gì tôi ta? Ok, vui vẻ nha. Leo với leo liền. Tôi sang đẹp, cán bộ đường lối, đang đứng hướng dẫn đường đi. Rồi, thank you. Rồi, đây phải có thủ địa đi trước, hướng dẫn mới ra được khỏi cái hẻm này bây giờ. Tại vì cái hẻm rất là nhỏ, nhưng mà xe ông đa đậu thì rất là đầy đèn. Quẹo trái và phải nói cho tao biết. Quẹo phải, quẹo phải. Nhưng mình ta hỏi quẹo trái quẹo phải cứ nói cho rõ. Không hỏi để trái phải không? Tôi mới nói rẻ mặt. Vậy thôi. Các đồng chí yên lặng cho cán bộ đường lối tao làm việc nha. Rồi. Ừ mà xa ha. Quá xa. Giới thiệu luôn. Nhưng mà lúc này là đang bị sàn đó anh. Nè, hết sàn. Hôm nay làm thử thêm à. Vô đâu? Hầm cầu Thủ Thiêm. Làm gì không đó? Hả? Vô đó làm gì chồng? Vô đó thì mình đúc đích người ta. Hả? Mình ngồi trên cái đích của người ta. Mình muốn Vũng Tàu là phải đi ở đây. Anh muốn 2 tiếng là muốn 4 tiếng. Thì 4 tiếng thì em quay ra. Vô đây là ăn cái đích đã đó phải không? Mình đang ở dưới đích người ta. Đang đội đầu ra. Đi qua Thủ Thiêm hả? Em đi kiểu này là cái nước bộ quần. Thật lắm, phải không? Anh cắt cơ mặt mày. Cắt lại đúng không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dừa. Dâu dừa như anh bảy hay vậy? Dâu dừa dưỡng bảy đó. Đúng rồi. Còn cái này tám ly đó, mấy ly rồi? Môn dâu sáu ly. Sáu ly kèm hai viên có một kèm trái dừa. Và bây giờ thêm những bài những tưởng gì? Môn môn với môn bạc hà. Môn bạc hà. Với lại dâu dâu thanh môn là sáu. Và tám ly với một kem trái dừa. Dâu phải môn. Đúng. Dâu phải môn hạn có một ly và thêm một ly. Đúng. Nếu có thể là 8 đó, 2, 4, 6, 8 đó. 8 một cái dừa đúng chưa? Thưởng thức cũng như là mấy con cá mà nó chớp rồi đó đó, thành ra cũng như là mình đi một bữa rất là vui vẻ, cũng như là rất là vui. Để trước khi cũng như anh chị về nước thì cũng như mong anh chị là gắn giữ gìn sức khỏe, nếu có thời gian thì mình quay trở lại Việt Nam cũng như là sum họp với anh chị em với lại con cháu trong gia đình. Em chỉ có vài lời vậy thôi. Okay. Cảm ơn Dũng Cường. Dạ. Chúc anh chị em cũng như các cháu ở lại quê hương lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc nha. Okay. Lúc nào cũng may mắn trong mọi công chuyện. Thì mong ngày gần nhất là cũng như anh chị trở lại Việt Nam rồi cũng như mình sum họp với gia đình, con cháu rồi kia. Ai cũng mong mấy người ở phương xa. Rồi, hôm nay cũng giới thiệu với chị với em nha. Đây Vân Lam, đây là birthday của Vân Lam. Dạ. Vân bảy gì bảy, chúc con có một ngày thật là vui vẻ. Dạ, quá vui. Nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc bên chồng và con nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, hy vọng mấy ngày rồi mình gặp lại. Dạ. Có nói về câu không? Chúc Vân bảy cho bệnh khỏe nha. Để khỏe có gì dùng có sức khỏe về đây tiếp, còn lo tiếp. Còn lo tiếp hả? Chứ chưa thôi sao? Chưa chán, chưa ngán sao? Nhiều khi năm sau quy hoàng hơn sao? Dạ đó, vậy hả? Rồi, Kha, nói về câu coi, nói. Chúc dù bảy về bệnh, giữ gìn sức khỏe. Rồi, con là mình giỏi nha. Năm sau vậy, chăm cho con nữa. Rồi, có phiền muộn gì không? Có ngại ngần gì không? Vui vẻ ha. Hoan nghênh ha. Rồi cảm ơn con.
Đây hai đứa con của Nhân Lam với Khang đây. Rồi người kế tiếp chị qua, chị nói vài câu nghe coi nào. Chị qua đại diện hết mấy em. Cảm ơn vợ chồng con nhỏ nhớ đó trước tiên. Rồi cái gì là nhờ những gì vậy mà chị mới tới đây mở và mắt tự ra. Chị ước mong là có một ngày nào nữa cái đại diện con cứ đi cái đèn nào đó tới một lần thứ hai một chi hơn nữa. Nếu mà chị bảy có nhiều bả thì chị chúc hai ông bà được nhiều hạnh phúc. Nhớ là vui vẻ thật nhiều, đặng mà chị Việt Nam vui với chị nha. Rồi cảm ơn chị Hoa. Khi nào chị có đi rồi nhớ về hấp cho cây nha. Chị ở lại mạnh khỏe, chúc chị vậy thôi. Vui vẻ nha, hẹn ngày gặp lại. Rồi, tới Phượng nè. Thôi, mỗi người nói một cái, tôi muốn lưu lại. Nói đi em. Nói chung là em chỉ mong anh chị khỏe mạnh, mọi người khỏe mạnh, là có nhiều dịp mình phải lên tới đây nữa. Rồi. Đi chơi vòng vòng nữa. Rồi. Đi chơi là em vui rồi. Vậy thôi em. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ tới với em. Ủa, không, Mỹ Phương. Gì nữa thôi. Vậy thôi sao? Rồi. Cái gì cũng nói là bác chị mà anh nói trơn trọi. Rồi, cảm ơn em. Ở lại vui vẻ mình khỏe nha. Hẹn ngày gặp lại. Rồi, tới đây, đi em. Xin vô em. Nghe. Sao đáng ngộ đi. Vậy. Xin vô em. Vậy thôi hả? Hả? Rồi, chúc em với mấy cháu lại vui vẻ mình khỏe, hẹn ngày gặp lại nha. Gửi lời thăm tắm hội. Không quên tắm hội đâu. Rồi đi tới bà chị. Nói vài lời vài câu. Trời ơi, em chị chứ không nói được tiếng nào sao? Trời ơi, lưu lại làm kỷ niệm. Cảm tưởng, cảm nghĩ hôm nay sao? Hôm nay là rất là vui. Trước hết là cảm ơn vợ chồng Nhân Lam nè. Nữa hả? Sao quay á? Tại vì nhờ tụi con mới có buổi họp vui vẻ như thế này. Vậy vậy, hy vọng là những năm tới mình đều có mặt với nhau. Rồi. Hy vọng được vậy. Rồi lần nữa gia đình với Hiệp. Cảm ơn trước hết là chị Hoa, rồi Mỹ Phương, rồi Phượng, rồi chị em, rồi chồng Nhân Lam. À, đặc biệt là có Dưỡng Cường lúc nào cũng ủng hộ anh Bảy, chị Bảy trong những ngày lưu lại ở quê hương. Lần nữa xin cảm ơn tất cả và chúc tất cả đều được vui vẻ mạnh khỏe. Ok nha, vui vẻ nha. Lần nữa cuối cùng happy birthday Giang Lam. Xin quý vị cho tràng pháo tay để mừng ngày sinh nhật của cháu mình. Rồi, vui vẻ nha, vui vẻ. Được rồi ha. Tại nay đâu biết sinh nhật nó đâu. Ví dụ cái bánh này coi, để tôi nói chuyện coi. Ai, chủ nhân. Tí đi, tí kìa. Tí nói chuyện nghe coi làm cái gì. Con nói gì? Hôm nay là ngày hấp hôn của Dượng Bảy. Con cháu ngồi đây chung vui với Dượng. Con là lỗi nữa, chào bác chú nó đi. Rồi cái bánh này ý nghĩa gì đây? Mừng ngày hấp hôn vậy thôi hả? Sinh nhật. Sinh nhật. Coi như là ăn sinh nhật sớm rồi bạn. Rồi, nói đâu mà nói chứ. Đúng không? Đâu? Hai vậy tới 25 nhưng mà hai đứa cháu nó nhớ nó cho anh cái thứ nhất mừng sớm coi như là nay sinh nhật ở đây Việt Nam. Mừng sinh nhật Dượng Bảy. Đó đúng rồi. Rồi cái bánh hấp hôn khác nữa nha. Bánh nữa tôi rồi. Đừng có hành trang với tôi đổ có độ rồi nha. Bánh này là bánh này. Bánh này thôi nha. Tôi nói trước à. Đừng có hành trang không có được rồi nha. Mẹ rồi hôm nay rất là vui. Chúng tôi có cái buổi tiệc ngày hôm nay, thứ nhất là cũng nhân cơ hội này mấy đứa cháu birthday Bảy Hiệp cũng thành thật cảm ơn mấy cháu. Thứ nhì đó là cũng ngày hôm nay với sự có mặt của cậu Tý, mợ Tý, rồi Phượng, rồi Mỹ Phương, rồi mấy cháu gì đây chị em, rồi có chị Hoa, có Phượng, có Cường, đây bà xã của tôi,
Thì hôm nay đại khái là cái buổi tiệc tiễn đưa. Ngày mai là chúng tôi sẽ lên đường trở về Mỹ rồi. Thì cũng nhân cơ hội này, lời nói đầu tiên của bé Hiệp đó, cảm ơn vợ chồng cậu Tý đã dung dưỡng vợ chồng tôi trong 6 tuần lễ vừa qua, không có rất là đàng hoàng, tử tế, lúc nào cũng sẵn sàng lo lắng cho anh chị Bảy, lúc nào cũng đầy đủ từ chỗ ăn uống ngủ nghe cái gì mọi thứ cũng đều cảm ơn, rất là cảm ơn, đầy đủ. Thứ hai đó là cảm ơn Quốc Cường với Mỹ Phương đã lúc nào cũng lo lắng cho anh Bảy có những bữa ăn rất là ngon, đặc biệt những món ăn mà anh Bảy không quên đó là cá chân tương. Thì đó cũng là do đầu bếp trứ danh Quốc Cường. Anh Bảy cảm ơn em, có rất nhiều món của Quốc Cường đã cho anh Bảy được thưởng thức để nhớ lại những cái hương vị ngày xưa. Sau đó thì cảm ơn các chị như chị Ba nè, chị Hoa nè, rồi Mỹ Phương, Mỹ Phượng, rồi các cháu đã có mặt ngày hôm nay để đưa tiễn Bảy Hiệp cũng như bà xã ngày mai lên đường về Hoa Kỳ rồi. Thì cũng kính chúc quý chị, quý em, quý cháu ở lại tất cả đều được bình yên, mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Rồi mấy cháu ra đi. Rồi lần nữa xin cảm ơn các bạn hết tất cả. Thì cũng nhân cơ hội này, nếu mà Bảy Hiệp trong thời gian vừa qua có gì sơ suất nha, có những câu nói gì bất phải thì cũng xin quý chị, quý em, quý cháu vô lòng bỏ qua cho nha. Thì lời nói cuối của Bảy Hiệp đó là trong cái chuyến về thăm quê hương lần này có những cái bất chấp xảy ra, chẳng hạn như là nhập viện 2 lần rồi tốn kém cũng rất nhiều. Chuyện đó thì chuyện đó là mình phải chấp nhận rồi, nhưng tuy nhiên cũng nhân cái sự mà tai nạn này, Bảy Hiệp cũng đã thấm thía được, chứng kiến được cái tình cảm của chị, của em, của tất cả các cháu đã dành cho Bảy Hiệp trong thời gian vừa qua. Bảy Hiệp vô cùng cảm kích, cũng như là thấy được rõ cái tấm chân tình mà quý em, quý chị đã dành cho Bảy Hiệp. Thì Bảy Hiệp sẽ không bao giờ quên, và cũng xin quý anh, quý chị, quý em, quý cháu nhớ rằng ở đời này không có gì hơn bằng cái tình cảm hết. Tiền bạc mình mất mình có thể kiếm được, nhưng mà tình cảm mất rồi thì khó kiếm được lắm quý vị ơi. Thành ra Bảy Hiệp mong mỏi rằng sau chuyến đi này thì anh em mình, chị em mình, chú cháu mình, cậu cháu mình, dượng cháu mình lúc nào cũng giữ mãi cái mối tình gia đình vô cùng thắm thiết. Và Bảy Hiệp nghĩ rằng chưa có cái gia đình nào đoàn kết, thương yêu, đầm ấm, che chở, đùm bọc lẫn nhau như cái gia đình của bà Năm Lục. Thì kính xin quý vị là Lục nghĩa đường. Xin cho một cái tràng pháo tay để mình hãy cái sự đoàn kết thương yêu của cái đại gia đình này nhé. Bây giờ quý vị nào, em cháu nào có muốn phát biểu ý kiến không, xin cho một vài lời để Bảy Hiệp vui lòng trở về Mỹ coi. Cậu Tý được không? Cậu Tý ơi, cho vài lời đây. Cậu lấy đi, cậu Tý nói được. Hả? Tý nói vài lời cậu Tý. Chưa phải không? Chút xíu ha, chút xíu nói ha. Chút xíu ha. Chị Hoa nói không? Chị Hoa nói không? Quốc Cường nói không? Nè, đây nói nè. Rồi. Nói. Chúc dì Dượng lên đường mạnh khỏe, bình an. Rồi, cảm ơn Quốc Phong, phải không? Rồi. Thanh Phong. Rồi em này sao? Nói gì không? Mày con chúc dì Mỹ chút số thôi. Mỗi năm về 2 lần. Dạ. Rất tiếc dì Mỹ chưa bao giờ về mua vé số rồi, đâu có trúng được. Rồi chưa? Rồi ha, tạm ngưng nha. Rồi xin mời quý vị cứ mình tự nhiên thưởng thức những món ăn của Dũng này sao? Chưa, hồi nãy nói rồi mà. Chưa hát mà. Mình phải đốt mấy tiền cày. Món ngon, mặt cẩn ngon. Nó mua, bác cũng biết mua đâu. Này chị em nè, hai đứa chị em nè.
đứa nào chị nào em đây đó hả à, hai đứa này chị đứa này em biết ai chị em 7:20 là má giờ chưa 6 giờ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.